Xin kính chào các bạn và các vị. Ở đây đang có chiếc Meizu MX4. Lần trước mình đã mở hộp chiếc MX4 Pro. Tuy nhiên phiên bản MX4 này thì nó là thấp cấp hơn một chút, và ngay cả thông số cấu hình của nó cũng khác biệt. Mình muốn gửi lời cảm ơn tới Di động Thông minh đã cho mình mượn sản phẩm thực hiện video này. Hiện nay Di động Thông minh đang hướng đến là một trong những chuỗi cửa hàng chuyên cung cấp các sản phẩm sách tay chất lượng từ Trung Quốc với các mẫu mã đa dạng cũng như là cấu hình rất cao mà giá cả phải chăng. Các bạn có thể đến các showroom của Di động Thông minh trên toàn quốc để trải nghiệm. Và bây giờ mình sẽ mở hộp MX4 này ra. Đó, cái hộp thì họ đóng rất là đơn giản luôn. Ở bên Trung Quốc thì lần trước mình có đi Đài Loan thì đã xem qua một số mẫu trưng bày, và cái hộp của họ làm có thể nói là rất đẳng cấp. Nhưng mà mua xong thì cũng vứt đi thôi, hộp đẹp mấy cũng thế. Ở trong này thì chúng ta sẽ có một cái khay đựng các cái nối micro USB và cục sạc. Và có một cái điểm đó là trong hộp đương nhiên vẫn không có tai nghe. Cục sạc này có nguồn ra là 5V 2A, vì thế nên nó sạc sẽ khá là nhanh và sẽ dễ sử dụng. Như vậy đây là toàn bộ phụ kiện có trong hộp của chiếc Meizu MX4 khi các bạn mua tại Di động Thông minh. Chiếc Meizu MX4 thì các bạn sẽ thấy là kích thước màn hình của nó rất là dị, 5,36 inch, một con số lẻ và cũng như là không phổ biến cho lắm. Kích thước màn hình này thì có thể nói là họ tối ưu hóa tuyệt vời. Viền màn hình mỏng tương tự như là chiếc LG G2. Chính vì thế tỷ lệ màn hình ở mặt trước là đã hơn 70%. Phía trên chúng ta sẽ có một cái loa thoại làm rất nhỏ nhắn và xinh xắn. Góc phải sẽ đi kèm với camera tự sướng chỉ là 2 megapixel. Bên dưới là phím cảm ứng là phím home. Phím này sẽ có đèn nháy sáng, nó gần giống như là cái phím home của Apple. Tuy nhiên sẽ có đèn giống như là logo quả táo ở trên các máy tính MacBook. Chúng ta sẽ có phím cảm ứng nằm trực tiếp bên trong màn hình chứ sẽ không nằm ở bên ngoài, và các phím này sẽ đóng vai trò là các phím chức năng mỗi khi bạn vào các ứng dụng và muốn quay trở ra, hay là chúng ta có thể sử dụng để điều hướng. Ở phía bên cạnh trái sẽ là phím tăng giảm âm lượng. Cạnh phải cái thiết bị này thì hoàn toàn không có gì hết. Bên dưới là cổng sạc micro USB, chúng ta sẽ có loa ngoài, mic thoại chính, và bên trên là jack cắm tai nghe 3,5mm cũng như phím nguồn. Chiếc smartphone Meizu MX4 mặt lưng làm bằng nhựa bóng màu trắng, và cái màu này thực sự là mình nhìn đã không có cảm tình rồi, nó sẽ nhanh chóng chuyển thành màu chó lòng. Camera của máy là 20.7 megapixel, và chính xác hơn cho các bạn đơn giản thì đây chính là camera của Xperia Z2 và Z3. Thông số này với cái khẩu độ mọi thứ đều giống hệt với sản phẩm của Sony, vì đây cũng chính là camera sử dụng cảm biến Sony sản xuất. Chúng ta sẽ có đèn flash LED 2 tông màu. Meizu MX4 thì hoàn toàn có thể tháo nắp lưng ra, và bên dưới chính là cái cục pin của nó rất là to nằm hoành tráng ở đây. Tuy nhiên cái điều đáng tiếc đó là sản phẩm này chỉ có một khay cắm SIM, nó lại không có khay cắm thẻ nhớ ngoài mở rộng. Đây là một điểm mình cho rằng là khá vô lý. Bắt nó lưng là được nhưng lại không thể thể lắp được khay cắm thẻ nhớ, và cũng như là không thể tháo được pin. Cấu hình của chiếc Meizu MX4 là một cái vi xử lý có lẽ không phổ biến trên thị trường. Hiện nay nó sử dụng chip 8 nhân, trong đó có mã là MT6595. Chúng ta sẽ có 4x2.2GB Cortex A17 và 4x1.7GB Cortex A7. Đây là vi xử lý nếu không nhầm là có trên chiếc Lenovo Vive X2, một sản phẩm cũng không phổ biến ở thị trường Việt Nam chúng ta. Chiếc smartphone này sẽ sở hữu cho mình là 2GB RAM, và như vậy trên nền tảng Android 4.4 thì sản phẩm này đảm bảo cho hiệu năng của nó sẽ rất nhanh và mượt. Cái quan trọng thực ra các bạn biết tại sao nó nhanh và mượt không? Là do nó đang sử dụng cái giao diện Flyme OS. Thì cái nền tảng Flyme này thực chất là một cái giao diện gần giống như MIUI, nhưng nó ở mức nhẹ hơn, rất là nhẹ. Các biểu tượng sự được bày ra màn hình home screen. Tuy nhiên thì mình để ý là hầu như không có hiệu ứng gì nặng nề, không có tính năng thông minh nổi trội gì đáng kể trong chiếc Meizu MX4. Chính vì vậy nên hiệu năng của nó có thể nói là chạy quá nhanh và tuyệt vời. Mặc dù con chip này thì mình không đánh giá cao bằng như con chip 6752 MediaTek đời mới dựa trên nền tảng 64 bit. Đây vẫn là con chip 32 bit mà thôi. Màn hình của máy hiển thị rất nét và đẹp. Đây là một cái điều mà Meizu làm rất tốt trên cả cái chiếc M1 Note, là một thiết bị giá rẻ đang có mặt trên thị trường. Camera thì khỏi phải bàn, mình khẳng định camera của sản phẩm này cũng chụp rất là tuyệt vời. Hôm sau sẽ có bài đánh giá camera của nó sau. Ở đây thì sản phẩm này có thể chỉnh phơi sáng tối đa chúng ta lên tới tận 20 giây cơ, một con số rất là cao. Và đây là bài mở hộp và trên tay nhanh chiếc Meizu MX4, một chiếc smartphone ở phân khúc tầm trung hơn 6 triệu đồng. Chúng ta có một cấu hình tốt, màn hình hiển thị đẹp. Thiết kế của nó thì có người thích người không, nhưng mà với viền khung làm từ kim loại màu bạc rất là sang chảnh thì mình rất thích cái chiếc Meizu MX4 này, cầm nắm tay tốt và tuyệt vời. Hôm sau sẽ có bài đánh giá chi tiết và so sánh. Các bạn hãy comment bên dưới xem các bạn muốn so sánh với sản phẩm nào. Mình sẽ cố gắng thực hiện càng sớm càng tốt. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.